Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của Kisato Thanh Hóa. Chúng tôi có trụ sở tại biệt thự số PL3-16, đường Phong Lan 3, Vinhome Star City, thành phố Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096-345-9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại của gia đình anh Phạm Anh Tuấn có địa chỉ tại Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Với tông màu trắng sữa cùng kết hợp với các mảng tường ốp gạch thẻ tối màu và hệ mái thay ngói đỏ là một sự kết hợp rất độc đáo mà các kiến trúc sư lên ý tưởng thiết kế cho một mẫu nhà sang trọng, hiện đại như vậy. Sự phá cách với những màu sắc khác nhau làm nổi bật và giúp cho ngôi nhà trở nên hài hòa, sang trọng hơn bao giờ hết. Với hệ mái thay sử dụng loại ngói đỏ không những giúp ngôi nhà nổi bật mà còn giúp thoát nước mưa nhanh chóng cùng với công năng chống nóng. Quả là một mẫu thiết kế đa dụng với hệ mái thật tiện lợi, thẩm mỹ cho ngôi nhà. Với kiến trúc ngoại thất phong cách hiện đại đem lại cho ngôi nhà những đường nét khỏe khoắn, vững chắc đầy năng động rất phù hợp với thời đại mới, xu thế xã hội ngày nay. Tại sảnh chính và sảnh phụ được thiết kế hai trụ cột vuông vừa đảm bảo kết cấu vững chắc nâng đỡ ngôi nhà còn tạo độ thẩm mỹ bởi những đường nét trang trí mạch lạc, thẳng thắn càng tô đậm phong cách hiện đại, khỏe khoắn của ngôi nhà biệt thự. Ngoài ra căn biệt thự sử dụng hệ cửa sổ bằng khung nhôm bền chắc cùng với những tấm kính cường lực chắc chắn, an toàn mang lại tràn ngập ánh sáng tự nhiên, các phòng thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên. Không gian sống mở rộng, hệ cửa chính sử dụng gỗ tự nhiên cao cấp tô đậm vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà, cùng với gam màu sáng càng làm nổi bật nên bộ cửa trên nền sơn trắng của căn nhà. Mẫu biệt thự 2 tầng với không gian ban công thoáng mát được che chắn bởi các lan can bằng kính cường lực thông thoáng với độ cao đạt chuẩn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Mẫu biệt thự đẹp khi về đêm cùng với hệ thống ánh sáng từ đèn ngoại thất đủ để làm sáng cả một không gian bên ngoài căn nhà phô bày vẻ đẹp của nó về đêm. Không một chi tiết mặt tiền nào bị màn đêm làm lu mờ, từng đường vân của bức tường, từng ô cửa sổ đều hiện lên một cách rõ nét nhất. Tiếp theo xin mời các bạn cùng đi vào khám phá không gian công năng bên trong của mẫu thiết kế. Tầng 1, từ khu vực sảnh chính bước vào là không gian phòng khách sang trọng, 19,77m². Tại đây có lối thông sang phòng bếp và bàn ăn của ngôi nhà, 21,7m² cùng với lối đi ra sảnh phụ tiện lợi. Tầng 1 được bố trí thêm phòng kinh doanh cho gia đình, 17,14m². Bên dưới cầu thang bố trí nhà vệ sinh chung có diện tích 4,27m². Tầng 2, đây là khu vực không gian các phòng ngủ của gia đình. Phòng ngủ 1, 17,1m², phòng ngủ 2, 17,66m², phòng ngủ 3, 16,13m², nhà vệ sinh chung 3,85m² và các lối. Vừa rồi thì chúng tôi đã mang đến cho các bạn mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại mái thái đang được rất nhiều chủ đầu tư yêu thích. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của Kisato Thanh Hóa.